Theo ước tính, cứ 100 bệnh nhân bỏng thì có từ 3 đến 4 người tử vong và ít nhất 30 người để lại di chứng nặng nề về sức khỏe, chức năng, thẩm mỹ và tâm lý. Nhưng ít người biết, nhiều nạn nhân đưa đến viện bỏng quốc gia trong tình trạng nhiễm trùng nặng hoặc gặp nguy hiểm tới tính mạng bởi họ đã bỏ qua hoặc mắc sai sót trong một khâu vô cùng quan trọng, đó là sơ cứu bỏng. Sơ cứu, cấp cứu ngay sau bỏng thì lại có một vai trò rất quan trọng. Thưa quý vị và các bạn, ngay tại chính ngôi nhà của mình, tai nạn bỏng có thể xảy đến bất cứ lúc nào nếu như bạn bất cẩn, bởi nguy cơ bỏng luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Ít người nghĩ rằng mình sẽ bị bỏng do cồn khi nướng mực, nhưng đây lại là tai nạn rất dễ gặp do tâm lý chủ quan. Cái lửa cồn thì nó màu xanh, cho nên là khi nướng là bệnh nhân thường không phát hiện ra là cái lượng cồn trong nó hết, nên lửa nó vẫn còn thì mọi người là cho thêm cồn vào. Sau đó là nó sẽ bắt lửa bùng cháy, thì quá trình đấy là có thể những cái chai cồn mà khối lượng nó tương đối nhiều ấy, thì nó sẽ nổ và lửa bốc lên thì nó bắt vào người. Bạn cũng có thể bị bỏng do dầu mỡ sôi như thế này. Hay loại bỏng thường gặp hơn cả là bỏng vô xe máy. Là rất quan trọng, thế nhưng bạn đã biết cách sơ cứu đúng hay chưa? Mời quý vị và các bạn cùng lưu ý đến những sai lầm thường gặp sau đây. Thôi bỏng này đá này chườm vào mát khỏi luôn. Bỏng này. Bỏng cái này phải chườm bằng muối anh ơi. Nó đá không... mát. Nhưng mà nó sẽ bị nhiễm trùng vì đường đá. Đá lạnh hai cái trung hòa nhau. Nếu như ta dùng nước đá hoặc là đá trực tiếp chườm vào, cái việc bệnh nhân cảm giác mát, nhưng thực chất nếu để lâu dài thì chính cái đấy là gây nên một tổn thương khác, đó là tổn thương do bỏng lạnh. Nhưng mà nếu ta sau khi bị bỏng xong mà ta rắc trực tiếp muối vào thì thứ nhất là bệnh nhân rất đau, và cái xử lý đơn giản nhất mà hiệu quả nhất lại không phải hai động tác đó. Những vết thương nặng và sâu của em bé này là hậu quả của việc bôi nước mắm lên vết bỏng. Còn đây là một nạn nhân được đưa đến viện bỏng sau khi vết bỏng được người nhà đắp thuốc đông y. Chúng tôi thống kê có đến 37, 38 thứ mà người ta dùng để đắp trên vết thương. Nào là chanh, nào là giấm, nào là muối, nào là mắm, nào là tương, nào thể kể cả mắm tôm và thậm chí kể cả chất thải. Không quá khó để sơ cứu cho những trường hợp bị tai nạn bỏng do nhiệt. Nếu như chính mình và người thân gặp phải những tai nạn bỏng này thì các bạn hãy lưu ý đến những cách sau đây. Đối với các loại bỏng do nhiệt, dù tai nạn bỏng vô xe máy, bỏng do nước sôi, bỏng do cồn hay do dầu mỡ bắn vào, thì đều có một nguyên tắc chung cho việc sơ cứu, đó là hãy làm dịu vết thương bằng cách để vết bỏng tiếp xúc với nước mát trong khoảng 15 đến 20 phút, sau đó băng lại bằng gạc y tế. Nếu vết bỏng sâu và gây đau đớn nhiều, có thể cho bệnh nhân uống nước Orezon hoặc nước chè đường để chống sốc. Không nên chườm đá lên vết bỏng. Không nên bôi thuốc đánh răng lên vết bỏng. Không đắp thuốc hay bôi mỡ chăn lên vết bỏng. Thưa quý vị và các bạn, những trường hợp mà chúng tôi đã đề cập đến ở trên đều là những tai nạn bỏng do nhiệt mà các bạn có thể dễ dàng sơ cứu. Thế nhưng có những tai nạn mà bạn cần phải thật sự có kiến thức và kỹ năng mới có thể thoát khỏi tai nạn hoặc là sơ cứu đúng cách cho nạn nhân. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2011, tại một xưởng giày ở Hải Phòng đã xảy ra vụ cháy kinh hoàng, khiến 13 người tử vong, 24 người chuyển lên cấp cứu tại Viện Bỏng Quốc gia,
hầu hết bị bỏng nặng. Các nạn nhân đều trong độ tuổi lao động. Bên cạnh nguy cơ bỏng tại nơi sản xuất, bạn cũng có thể gặp phải những nguy cơ như thế này ngay tại chính ngôi nhà của mình do một sơ ý hoặc một tai nạn cháy nổ không mong muốn. Vậy bạn sẽ làm gì nếu như chính mình hoặc người thân gặp tình huống tương tự? Chúng ta biết rằng là khí nóng và các khí độc là xu hướng là bay cao lên rồi. Chúng ta vẫn có một cái thói quen là nhanh chóng chạy, tóm loạn ra. Thì thay vì động tác đó là chúng ta bình tĩnh, bò thấp xuống mà nền nhà tìm ra những cái lỗ thông, cửa thoát hiểm. Ta nhanh chóng là tẩm ướt hết quần áo, mũ thì cũng tẩm ướt. Và đặc biệt là tìm cái khẩu trang, tẩm ướt cái khẩu trang đó, đeo vào để thở, để tránh cái nguy cơ bỏng đường hô hấp. Còn cái người tham gia cấp cứu thì để vào đám cháy đó thì chắc chắn trong một con đám cháy thì cũng phải tẩm hết ướt quần áo, giày dép và mũ cũng phải ướt, tóc phải ướt và như tôi nhắc lại là khẩu trang phải ướt. Trong trường hợp nhà bị cháy và nạn nhân thoát ra được khỏi đám cháy nhưng lửa vẫn bám vào quần áo, không nên để nạn nhân chạy lung tung vì việc này sẽ làm lửa cháy to hơn và dễ gây mất sức. Tốt nhất nên tìm mọi cách để họ dừng lại, lăn vài vòng trên mặt đất để dập lửa và dùng một chiếc khăn ướt trùm lên người nạn nhân. Khi lửa đã bị dập, không nên cởi quần áo nạn nhân vì cởi quần áo dễ làm lột đi lớp da bị bỏng. Chỉ nên cắt quần áo nạn nhân. Nếu nạn nhân bị ngất, nên hà hơi, thổi ngạt kết hợp với xoa bóp tinh hoàn lồng ngực. Đây là một chai đựng dung dịch chất lỏng. Nếu như tôi dám vào đây chữ kiềm, chắc là bạn sẽ tránh xa tầm với của mình. Nếu tôi dám vào đây chữ axit, chắc chắn thì ít ai dám can đảm tới gần và cầm lên. Thế nhưng, nếu như chai dung dịch này không hề có nhãn mác và được đặt ở trên bàn, thì hãy nghĩ xem hậu quả gì sẽ xảy ra. Bạn tao tí, lấy thêm tí đồ đã. Bạn đi nhá. Sao đây? Chai axit tự nhiên lại uống. Đối với nạn nhân thì không may bị uống thì chỉ có cách đấy như tôi nói, súc miệng nhiều khi nào cảm giác hết rát và uống, có thể uống mật ong, uống sữa, uống lòng trắng trứng và vẫn nhanh chóng tới cơ sở y tế. Riêng bỏng đường tiêu hóa thì phải được điều trị tại các cơ sở y tế chuyên sâu. Khi nạn nhân uống nhầm hóa chất như kiềm hoặc axit, hãy cho nạn nhân súc miệng ngay lập tức. Không nên gây nôn vì axit sẽ làm ảnh hưởng đến những vùng khác trong miệng. Hãy cho nạn nhân uống nhiều nước có pha mật ong hoặc lòng trắng trứng để làm dịu những vết loét trong dạ dày do axit làm tổn thương. Thực hiện biện pháp sơ cứu xong, cần nhanh chóng đưa nạn nhân nhập viện để các bác sĩ tiếp tục cấp cứu giải độc. Điều lưu ý là phải đặt nạn nhân nằm nghiêng nhằm tránh để chất nôn chảy vào khí quản gây tắc thở. Cầm theo vỏ loại hóa chất mà người bệnh đã uống nhầm khi đến cấp cứu để các bác sĩ hướng dẫn xử lý kịp thời và chính xác. Việc nuốt phải những hóa chất độc hại như là axit sẽ gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của nạn nhân. Và dù chỉ tác động ở ngoài da thì những hóa chất này cũng sẽ gây ra những hậu quả kinh hoàng. Thỉnh thoảng trên các báo, người ta lại được đọc những tin tức như thế này. Có lẽ bỏng axit là loại bỏng duy nhất mà phần lớn nguyên nhân không phải do chủ quan lơ là. Một ca bỏng axit đến nay vẫn khiến những người chứng kiến rùng mình khi nhắc tới. Vào ngày 13 tháng 9 năm 2012, trên đường từ cơ quan về nhà, chị Nguyễn Thị Út, trú tại thị trấn Hòa Bình, Bạc Liêu, bị hai thanh niên đeo khẩu trang đi ngược chiều hắt trọn một cái axit vào người, khiến chị Út bị bỏng nặng ở vùng mặt và tay chân.
cái hành động vô cùng hợp lý và vô cùng cấp thiết là nhanh chóng ngâm rửa. Đối với bỏng axit thì nó bao gồm hai động tác ngâm và rửa. Do cái tính chất tổn thương bỏng axit nó tạo một cái lớp vẩy hoại tử khô, cái nguy cơ nhiễm trùng không đặt ra trong sơ cấp cứu. Do vậy việc anh có thể lựa chọn những cái đánh giá giữa cái chuyện nhiễm trùng và cái sơ cấp cứu đúng, thì cái lựa chọn sơ cấp cứu đúng quan trọng hơn, tức là anh chọn nước không quá cầu kỳ, thậm chí có thể những kiến thức về các nguy cơ dẫn đến tai nạn bỏng cũng như các kỹ năng sơ cứu bỏng. Tuy nhiên có một đối tượng dễ gặp nguy hiểm hơn chúng ta rất nhiều, đó là những trẻ em hiếu động và chưa có nhận thức về những nguy cơ này. Bây giờ xin mời các bạn hãy cùng xem những hình ảnh tại khoa bỏng trẻ em. Lỗi trong những ca tai nạn bỏng thương tâm như thế này, lỗi là do sự bất cẩn và chủ quan của người lớn, và có tới hàng ngàn lý do cho những ca tai nạn bỏng ở trẻ nhỏ. Các cháu nhà mình là bị tai nạn bỏng như thế nào? Thì bà nhà chồng thì rót nước kích nước sôi là để bà đi ra ngoài, thì quay lại thì cháu với được với đổ phích nước sôi. Vâng, hai con em cho cháu ăn cơm hay là đi sang với nhà thím bên cạnh, hay là cháu chơi ngoài sân, hay là cháu đi vào trong nhà lấy nước uống. Thế nhưng mà mẹ cháu cũng đi theo, nhưng mà để nước nóng ở đấy là cháu với ở cửa sổ, cháu với xuống để đổ người. Bé em là do nhà đang dọn cơm, thế thì cháu đang chơi ngoài sân, cháu chạy ùa và cụ thì quát lên nhà, cháu hoảng, cháu ngồi tõm như người canh vừa đun. Mỗi bệnh nhi nhập viện bỏng quốc gia lại có một lý do khác nhau. Ở thành phố thường bị bỏng trong bếp hay nhà tắm, ở nông thôn lại có thêm những trường hợp bỏng do ngã vào một đống rơm đang cháy âm ỉ, hoặc trượt chân vào một hố vôi đang tôi. Và cứ thế, khoa cấp cứu trẻ em trong viện bỏng quốc gia hầu như ngày nào cũng vang tiếng khóc của trẻ. Hiện nay tổng số bệnh nhân trong bỏng của chúng tôi thì trẻ em luôn luôn chiếm từ 38 đến 65% tổng số bệnh nhân trong bệnh viện. Có thể nói là một lượng bệnh nhân ở các cái thời điểm mà chúng tôi cao nhất là duy trì đến 70 bệnh nhân trong một khoa. Và hậu quả để lại thì có thể nói là cũng rất là nặng nề. Đối với bỏng sâu thì thường là bao giờ cũng để lại một cái di chứng là sẹo, sẹo lồi, sẹo phì đại, sẹo co kéo. Đặc biệt là bỏng ở vùng đầu mặt cổ hay bỏng ở các ngón chân, ngón tay thì có thể để lại hậu quả là co kéo ngón. Và nhiều trường hợp là các cháu bé bị dính ngón tay và co cóc ngón tay, ngón chân, và không thể nào mà trở lại sinh hoạt bình thường được. Muốn để lại sinh hoạt ở trong cái môi trường cộng đồng bình thường thì các cháu phải qua rất nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Bạn cần chú ý đến những khu vực dễ gây bỏng cho trẻ em ở trong nhà bếp, phòng tắm và phòng ăn. Trước khi cho trẻ tắm, hãy kiểm tra kỹ nhiệt độ của nước hoặc vòi hoa sen để đảm bảo nước không làm bỏng da trẻ.
Ở trong bếp nên sắp xếp đồ đạc gọn ghẽ và những dụng cụ nấu ăn phải luôn để xa tầm tay của trẻ. Đặc biệt, không được để gần tầm với của trẻ những vật chứa thức ăn nóng. Những chai lọ đựng hóa chất gây bỏng như axit, kiềm phải dán nhãn mác để xa tầm tay của trẻ. Ở nông thôn nên hạn chế việc đốt rơm khô để tránh tình trạng trẻ em vô tình ngã vào và gây bỏng. Những lưu ý về việc đề phòng tai nạn bỏng cho trẻ nhỏ vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng qua chương trình quý vị và các bạn đã có những hiểu biết đúng đắn về việc đề phòng và sơ cứu bỏng cho bản thân cũng như những người thân trong gia đình của mình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.